RPD, khẩu súng máy hạng nhẹ có sức sống mãnh liệt nhất thế giới. Ra đời từ cách đây hơn 70 năm, khẩu súng máy hạng nhẹ RPD tới nay vẫn nằm trong biên chế chính thức của quân đội nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Ra đời năm 1944, khẩu súng máy RPD vốn dĩ đã được Liên Xô sản xuất để kịp phục vụ trong giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhưng nó lại chưa bao giờ góp mặt trên chiến trường này. Khẩu súng RPD chỉ chứng minh được cho thế giới thấy sức mạnh của mình trong chiến tranh Việt Nam, và cũng kể từ cuộc chiến này, Trung Liên cá nhân hay súng máy hạng nhẹ RPD đã góp mặt trong mọi cuộc chiến khác kể từ đó đến nay. RPD có thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng không kém phần hiệu quả. Nó có nét tương đồng rất lớn với AK-47 về hình dáng bên ngoài, lẫn cơ chế bắn, dù rằng cơ chế bắn của RPD có đôi chút cải tiến hơn so với khẩu súng trường tấn công AK. Sử dụng cỡ đạn 7,62 giống như AK-47, tuy nhiên RPD lại có tầm bắn xa hơn nhiều do nó sở hữu nòng lớn hơn. Chiều dài của súng hơn 1m, trong khi đó chiều dài nòng của súng đạt đến 50%. Súng sử dụng dây đạn, nhưng cũng vẫn có khe móc hộp tiếp đạn ở phía dưới để xạ thủ có thể cơ động gọn gàng với dây đạn dài. Tốc độ bắn của khẩu súng Trung Liên này là vào khoảng 650 cho đến 750 viên mỗi phút tùy điều kiện. Sơ tốc đầu nòng của Trung Liên RPD là 735m/giây, thấp hơn so với sơ tốc đầu nòng của AK-47, nhưng cũng đồng nghĩa với việc động năng của súng sẽ cao hơn, khiến khả năng xuyên của nó tốt hơn hẳn so với khẩu súng trường tấn công AK. Không chỉ có Liên Xô, Trung Quốc cũng tự sản xuất phiên bản tương đồng với RPD và đặt tên là súng máy hạng nhẹ kiểu 56. Trong khi đó, Ai Cập và Triều Tiên lại sử dụng cái tên kiểu 62 cho khẩu súng này. Từ năm 1956, thậm chí Ba Lan cũng bắt đầu sản xuất RPD. Đây có thể coi là khẩu AK-47 của làng Trung Liên cá nhân, khi nó có độ phổ biến không kém gì khẩu súng trường tấn công trứ danh kia. RPD đã cùng với AK-47 và B-41 trở thành những loại vũ khí phổ biến nhất của quân đội nhà nghèo trên thế giới và xuất hiện trong mọi cuộc chiến tranh kể từ nó ra đời cho đến nay. Hiện tại, Việt Nam cũng sử dụng một lượng rất lớn súng Trung Liên cá nhân RPD và APK trong biên chế quân đội. APK là súng máy cá nhân do kỹ sư Mikhail Kalashnikov của Liên Xô thiết kế. Súng được đưa vào biên chế trong quân đội Xô Viết từ năm 1962 để nhằm mục đích thay thế DP và RPD. Thiết kế của APK dựa hoàn toàn theo mẫu AK-47. Bán của APK được thiết kế giống bán của RPD. Nòng của APK dày và dài hơn AK-47 để phù hợp với chức năng của súng. Súng có hai loại hộp tiếp đạn tiêu chuẩn là loại hộp đạn cong 40 viên và loại hình trống 75 viên. Ngoài ra, súng còn có thể sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên của AK-47 hay AKM, cũng như nhiều kiểu hộp tiếp đạn khác nhau, như kiểu hộp 100 viên của Liên Xô hay Trung Quốc. Súng được thiết kế theo yêu cầu chiến thuật, coi trọng tiến công. Súng máy cá nhân trang bị ở cấp tiểu đội, cùng với súng máy đa năng PK trang bị ở cấp trung đội để tạo thành một lưới hỏa lực bắn thẳng tự động. Các đơn vị bộ binh không vận, bộ binh cơ giới sử dụng APK theo nguyên tắc chiến thuật tương tự. Khi tấn công, người lính mang hộp tiếp đạn lớn 75 viên, phát triển cùng với các thành phần khác trong tiểu đội. Trên đường tiến công, APK bắn yểm trợ, bám sát như một súng trường tiến công hỏa lực mạnh. Trường hợp phòng thủ, súng từ vị trí bắn trong công sự sử dụng giá hai chân. Tương tự như các súng máy dây băng, súng cũng có thể dùng điểm xạ như súng trường chiến đấu đối với các mục tiêu xa. APK rất thích hợp với các đơn vị trinh sát bộ binh. Khẩu súng này có kính ngắm bắn tỉa quang học hồng ngoại NSP2 chuyên dụng, có bộ phận hiệu chỉnh lệch gió để trở thành một khẩu súng trường bắn tỉa. Tuy nhiên, đây không phải là chức năng chính của súng. APK thừa kế các đặc tính đáng tin cậy, ít hỏng hóc, dễ bảo dưỡng, sửa chữa của các dòng súng Kalashnikov. Một số bộ phận còn có thể hoán đổi với AK-47 luôn có sẵn, hộp tiếp đạn có thể dùng chung. Súng có thể dễ dàng bắn từ trong xe chiến đấu bộ binh PMP và xe bọc thép chở quân. Tuy vậy, APK cũng mang nhược điểm cơ bản của Trung Liên hạng nhẹ, đó là nhanh nóng nòng. Súng chỉ cho phép bắn lâu dài với tốc độ 80 phát trên phút trong thực tế. Trong khi đó, yêu cầu của kiểu loại súng máy cá nhân, nhất là yêu cầu chiến thuật, để trang bị súng máy dây băng như RPD phải là 200 phát trên phút. Nòng nóng dẫn đến đạn trong buồng rất nóng, đường đạn bên trong không ổn định, chức năng bắn tỉa cần độ chính xác cao, dùng chung với chức năng bắn liên thanh trợ chiến, dẫn đến việc độ chính xác giảm. Người sử dụng cần tuân thủ các yêu cầu làm sạch nòng súng,
không được bắn khi nòng bắn. Thực ra, với tốc độ bắn vừa phải và nòng luôn sạch, súng có độ ổn định rất cao. Ngoài nhược điểm này, khẩu súng khá hoàn hảo. Về chiến lược thiết kế, việc dùng hộp tiếp đạn cong 40 viên dẫn đến hạn chế số lượng đạn mang theo và gia tăng thời gian thay hộp tiếp đạn. Điều này không gây trở ngại do hộp tiếp quân sự Liên Xô lúc đó toàn tiểu đội dùng tiến công mục tiêu. Súng máy cá nhân vừa hành tiến cùng các xung lực bắn chế áp ở chế độ liên thanh. Khác với các kiểu chiến thuật khác, xạ thủ súng máy đặt súng một chỗ bắn chế áp trong khi đồng đội xung phong. Hộp tiếp quân sự Liên Xô phát triển số lượng lớn súng máy đa chức năng PK, biên chế đến trung đội và thậm chí tiểu đội bộ binh hạng nặng, làm nhiệm vụ bắn chế áp loạt dài. Với các chiến thuật khác, hộp tiếp đạn này không gây khó khăn cho xạ thủ RPK, súng được dùng điểm xạ từng loạt như súng trường. Hai kiểu chiến thuật trên đều có ưu và nhược điểm riêng và có xu hướng đối lập nhau. Việc phát triển kiểu loại súng máy phải phù hợp với chiến thuật mà súng tham gia. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuy được viện trợ RPK và AKM nhưng cũng mong muốn có phiên bản RPK của riêng mình. Khác với súng AK-47 có dây chuyền công nghệ chuyển giao thì quân giới Việt Nam phải tự mày mò, sáng tạo với RPK và cho ra phiên bản tự lực 1. So với RPK chính gốc, Thu 1 sử dụng thân súng AK-47 nên khả năng bắn áp chế thời gian dài sẽ kém hơn RPK gốc. Loại súng này cũng dùng băng đạn cong 30 viên của AK-47, mặc dù có thể lắp băng đạn 40 và 75 viên của RPK. Dù còn kém hơn bản gốc, tuy nhiên tự lực 1 là nỗ lực đáng ghi nhận của ngành quân giới Việt Nam về tự chủ từng phần của khí tài trong điều kiện khó khăn như vậy. Súng được thử nghiệm lần đầu vào ngày 3 tháng 9 năm 1969 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ năm 1970. Tuy nhiên, sau năm 1975, Việt Nam đã có giấy phép sản xuất RPK từ Liên Xô, nên dây chuyền Thu dừng lại. Việt Nam tiếp tục sản xuất RPK theo bản quyền và thiết bị do Liên Xô cung cấp trực tiếp và tự chế tạo ra biến thể RPK mới và được nâng cấp cho đến ngày nay.